Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Vinaconex. Nếu như bạn là một người đang có một cái hướng bắt đầu phát triển sự nghiệp bằng việc kinh doanh những cái dòng sản phẩm như là sữa hạt, trà thảo mộc hoặc là những cái dòng nước uống thanh nhiệt, thì các bạn không thể nào bỏ qua cái dòng thiết bị máy nấu sữa và nấu các dòng sản phẩm nước đa năng của Vinaconex. Thì nó cơ bản thì nó gồm những cái thiết bị như là máy nấu sữa hay là bộ làm lạnh. Nhưng video ngày hôm nay sẽ không như thế, sẽ làm mới hơn, sẽ là một có điều đặc biệt dành cho các bạn ở trong video này. Phía sau tôi đây là máy nấu sữa hạt, trà sữa cũng như là trà thảo mộc, máy đa năng 100 lít. Nếu như các bạn theo dõi những video trước đây của chúng tôi thì các bạn cũng đã quá quen với những cái cấu tạo cơ bản của máy rồi. Nhưng mà với những khách hàng mới thì luôn luôn cần một cái sự chi tiết hơn trong những cái video về giới thiệu máy của chúng tôi. Thì về máy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cả một cái dây chuyền hệ thống này nó sẽ bao gồm là máy nấu, hệ thống trao đổi nhiệt làm mát sữa và máy xay. Tôi sẽ đi từ nồi nấu trước. Về nồi nấu thì chúng ta sẽ thấy là máy có hình trụ tròn, một cái nồi rất là to thế này, nó gồm có hai lớp. Lớp ngoài sẽ là lớp bảo ôn, an toàn khi mà chúng ta sử dụng. Bên trong thì sẽ gọi là một cái lớp gọi là lớp chứa dầu, nó sẽ gia nhiệt ở phần giữa này và sẽ tiếp xúc nhiệt, đẩy nhiệt vào bên trong để làm gia nhiệt sữa, làm nóng sữa. Thì sẽ có một hệ thống cánh khuấy này. Cánh khuấy này sẽ đảo đều cái hương vị cũng như là những cái thành phần bên trong của sữa. Hệ thống mà gọi là đây là một cái bảng điều khiển, còn có thiết bị bật tắt khi vận hành máy, đồng hồ gọi là điều chỉnh nhiệt độ, và cái đây là bật tắt cánh khuấy cũng như là vận hành máy. Và bên đây là cái phễu, phía bên tay trái của cái máy sẽ là cái phễu để mà mảng chứa đổ cái dầu vào để mà chúng ta có thể gia nhiệt được. Và hệ thống ống thủy sẽ là có chức năng là kiểm soát cái lượng dầu bên trong của máy, tránh cái tình trạng mà khi chúng ta nấu, khi chúng ta gọi là sử dụng máy nhiều nhưng mà chúng ta quên mất là việc chìm dầu vào máy thì sẽ làm cho cái điện trở chúng ta bị cháy. Cái vấn đề này thì chúng ta nên tránh. Ở bên dưới đáy của máy thì có hệ thống gọi là sẽ có hai cái vòi, một cái ống sẽ là trực tiếp bơm sữa qua cái bộ trao đổi làm lạnh, một cái ống còn lại nó sẽ có chức năng gọi là xả cái dầu. Khi mà chúng ta dầu bị đen trong quá trình mà gia nhiệt thì cái dầu nó sẽ thay đổi màu, và chúng ta xả cái dầu cũ đi để thêm cái dầu mới vào. Thời gian xả dầu thì tùy thuộc vào cái năng suất cũng như quá trình làm việc của các bạn, nhưng mà cái quá trình sử dụng dầu rất là lâu, kéo dài từ khoảng từ 4-5 tháng. Và tiếp theo nữa sẽ là cái hệ thống làm lạnh. Hệ thống làm lạnh thì sẽ cùng hai cụm như sau. Cụm đầu tiên sẽ là bồn cao vị rất là cao kết hợp với lại máy bơm. Bên cạnh đó sẽ là một cái hệ thống làm lạnh bằng ống bồn già. Thì cái ở trên thì kết hợp với máy bơm. Khi mà sữa nấu xong, chúng ta sẽ bơm sữa từ nồi nấu sang bồn cao vị này bằng máy bơm. Sau đó thì sữa sẽ xả từ bồn cao vị xuống qua cái hệ thống trao đổi nhiệt bằng đá muối, nó sẽ làm lạnh. Và toàn bộ hệ thống máy này được làm bằng inox 304. Bên cạnh đó thì bởi vì công suất lớn như thế này nên nếu như máy 100 lít vẫn có thể áp thì nên sử dụng điện 3 pha, thì nó sẽ cho công suất vận hành máy tốt hơn. Hôm nay có một sự xuất hiện rất đặc biệt sau lưng tôi đây, đó chính là máy xay. Thế thì thường các bạn khi theo dõi những cái video cũ của Vinaconex thì các bạn thấy là có một hệ thống thiết bị và là máy xay kết hợp với là cả nồi nấu, nhưng nó chỉ đạt ở năng suất là 40 lít mà thôi. Nhưng mà để đạt một năng suất mà 100 lít một mẻ thì yêu cầu phải có một thiết bị máy xay nó có cái công suất lớn hơn. Thì ở bên tôi là chính là máy xay. Máy xay này sẽ là xay rồi, thì nó gồm cái phễu thân. Thân của máy xay, phân máy xay thì có cái lớp đá để chúng ta nghiền cái nguyên liệu của chúng ta. Và sẽ có hai cái đầu ra, một đầu ra bã ở phần này, hai đầu ra dịch sữa ở cái phần này. Máy thì sử dụng điện là 220V, cho nên các bạn có thể cắm điện trực tiếp gia đình và có thể sử dụng được. Về cơ bản thì năng suất của máy là từ 60kg cho đến 80kg nguyên liệu trong 1 giờ, cho nên cái năng suất nó rất là cao, phù hợp với cái hệ thống máy nấu sữa 100 lít này. Và đây, như các bạn nhìn thấy sơ bộ, sẽ là một cái quy trình hoàn thiện nhất cho cái dây chuyền nấu sữa, cái dòng sữa hạt, sữa bắp, sữa hạt sen hoặc là sữa hạt điều. Thì cả dây chuyền này làm tốt cái việc đó và cho ra một cái sản phẩm theo một quy trình khép kín. Sản phẩm của các bạn khi áp dụng cái quy trình này nó sẽ
tạo ra một cái sản phẩm mang một cái tính chất lượng và đột phá cao và đưa ra thị trường, nó sẽ mang đến cho người tiêu dùng những cái sự an tâm về người tiêu dùng. Và nếu như bạn đang quan tâm về hệ thống máy nấu sữa, hoặc trà thảo mộc, không chỉ dừng lại ở mức độ 100 lít, 40 lít hoặc có thể là lớn hơn 300, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi hoặc để lại số điện thoại để được chúng tôi tư vấn một cách chi tiết hơn. Cảm ơn bạn vì đã xem video này của Vinagonic. Rất mong gặp bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.